Chào các bạn ạ. Sáng hôm nay là mình cũng tranh thủ đi tập thể dục tí các bạn. Thì bây giờ mình vào cái khu này rồi. Trong cái khu này mình thấy còn nhiều ô đất trống này. Nhà đầu kia là một lô gấp. Rất là đẹp. Ngồi kia là đường Lưu Văn Lan, đường Bãi Nam Lưu Văn Lan. Đó, những con đường Bãi Nam nó rộng rãi, đạo xe rất là tiện. Còn khu mình đường 55 mà đạo hai xe hai bên là đi không được luôn. Ở đây là một cái khu đất trống, có thể là họ làm công viên hay là khu thương mại gì đó. Ở dưới kia cũng là một khu đất trống nữa, rộng lắm. Khu này xem như là người ta dự trữ đất á. À, những cái nhà nào mà mua ở đây các bạn này, sau này nó lên công viên hay là nó xây dựng cái gì thì những cái đất này nó cũng được hưởng lợi rồi đó. Rất là thoáng các bạn đó, những cái nhà này nhìn qua bên đây rất là thoáng luôn. Nếu như xây trường học hay là xây công viên gì là khu này hưởng lợi hết. Đó, các bạn thấy đất đang dài mênh mông luôn. Cái nhà này các bạn này đó, từ cổng này mà ra tới ngồi kia là đến 25 mét, dài lắm, chưa được cái hiên rộng thoải mái luôn. Đạo đổ xe ô tô rất là sướng. Để vừa đi có cái chuyện gì cập nhật gửi đến với các bạn ạ. Sáng nay mình đạt có tin là rất là nhiều doanh nghiệp bất động sản xin khoắt nợ trả cái lãi vay đã đến kỳ rồi. Có một cái công ty tên là công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương á, có tên rút gọn là BKMX TDC, có tên trên thị trường chứng khoán á. Thì công ty này phát hành cái lô trái phiếu 700 tỷ vào năm 2020 và đáo hạn là năm 2025, 3 tháng trả cái lãi cho trái chủ một lần. Thì những năm trước người ta trả đều hết, nhưng mà tới kỳ tháng 2 này là người ta xin khất nợ, giãn sang tháng 3, người ta xin sang tháng 3 người ta trả. Họ trả trước 7 tỷ rồi, còn 17 tỷ. Nghe thông tin là bây giờ công ty chưa có dàn xếp tài chính được. Đó. Năm này là năm 2023 rồi. Năm 24-25 là đến đáo hạn. Một số tiền rất là lớn. Rồi từ đây đến đó là phải làm sao mà ra tiền mà trả hết cái gốc nữa. Cái này là mới trả lãi thôi các bạn. Định kỳ 3 tháng một lần trả lãi thôi mà doanh nghiệp đã không có tiền trả rồi. Còn một cái doanh nghiệp nữa là Fiji Food nè. Doanh nghiệp này cũng xin khuất nợ. Trả cái lãi cho khách hàng là 25 tỷ, nhưng mà bây giờ là doanh nghiệp cũng không có tiền. Cái lô này phát hành 1.000 tỷ đồng. Có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Ngoài ra doanh nghiệp này còn một lô nữa là 36 tháng. Dự kiến đáo hạn là năm 2024. Đáo hạn là phải trả gấp lẫn lãi luôn á. Đó. Số tiền rất là lớn quá. Đó, hai lô đất rộng mênh mông rất là đẹp. Đẹp lắm. À. Đường này là đường 5X5. Đường này đường 5X5 thôi, nhỏ thôi. Thêm một cái báo cáo của công ty chứng khoán VND, quý 2 này là cái tiền mà đến hạn đáo hạn của trái phiếu là lên đến hơn 93.000 tỷ và quý 4 là hơn 89.000 tỷ và lũy kế đến hết năm 2023 là khoảng 272.000 tỷ trái phiếu đáo hạn.
Đáo hạn là chúng ta hiểu là vừa trả gốc và vừa trả lãi. Một số tiền rất là lớn. Đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản. Người ta đang chờ cái chính sách mới của chính phủ để họ gia hạn, lùi cái thời hạn thanh toán ra. Đó. Chắc là chính phủ phải theo cái đường đó thôi, chứ còn mình nghĩ cũng rất là khó cho doanh nghiệp. Thị trường trầm lắng, dòng tiền không xoay, hàng bán không được, khách hàng cũng không có tiền mua, đứng bánh hết, tiền đâu trả nợ. Và mình cũng thông tin với các bạn, đây chỉ là một cái bước lùi thôi, lùi cái thời gian trả thôi, chứ không phải là miễn giảm gì đây hết trơn. Hoãn cái thời gian trả là từ 2 đến 3 năm. Thì làm gì thì gì, tới đó là anh cũng phải trả. Có chuyện ở đây là từ đây cho đến đó, trong vòng 2 năm nữa thì doanh nghiệp sẽ làm gì ra tiền để trả nợ. Đó, câu chuyện đó là như vậy các bạn. Liệu rằng 2 năm dẫn nợ đó, thị trường bất động sản có hồi phục, dòng tiền có quay trở lại, doanh nghiệp mà có tiền để trả nợ hay là không? Đó, câu chuyện rất là lớn các bạn. Còn những kết luận của Thủ tướng Chính phủ chúng ta nắm hết rồi, không có gì mới mẻ hết. Doanh nghiệp phải tự đưa ra những cái giải pháp và cứu lấy mình thôi, chứ còn nhà nước không có cứu đâu. Đó, hôm qua mình có thông tin gửi đến với các bạn về cái gói hỗ trợ lãi suất 110.000 tỷ và 120.000 tỷ của Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước ấy. Thì một số bạn vào comment nói là hai số tiền lớn cũng hồ hởi đó, nhưng mà vấn đề là người dân có vay được không đó. Nhiều người nói là đi xa hơn nữa là không biết là coi chừng cái nguồn nào nó chạy loằng hoàng loằng hoàng loằng kia đó, rồi chui vào chỗ khác đó. Họ nói như vậy đó. Thì người dân người ta đặt câu hỏi thì cũng có cái lý của họ. Vì thực tế thủ tục của chúng ta biết rồi, vô cùng rườm rà. Nói thì lúc nào cũng hay hết á, chủ trương lúc nào cũng hay, cũng đúng đắn. Nhưng mà bước vào thực hiện là chúng ta thấy vô vàn thứ luôn. Có người nói rằng lãi suất thấp ngon đó, nhưng mà lên TV nó mà nhận. Cái cao này nó giống như cái thời kỳ dịch Covid các bạn trên đài truyền hình thì chúng ta lúc nào cũng đưa thông tin là hỗ trợ dân nhận tiền đồ, qua những hình ảnh đẹp đó, nhưng mà thực tế là có hàng trăm ngàn người chưa được nhận, thậm chí là họ là đối tượng khó khăn thật luôn đó. Họ không được nhận là vì do vướng thủ tục đó. Sao mà thủ tục xác minh họ có phải là dân thuộc loại đối tượng đó hay là không? Tôi sợ rườm rà rối rắm lắm. Cái thiếu của mình là cái cơ sở dữ liệu mình không có, cái gì cũng xác minh bằng thủ công, mà xác minh bằng thủ công là nó mất thời gian, không chính xác, thậm chí là nó có những cái ý chí cá nhân của những người làm nữa. Anh có câu chuyện cũng cười ra nước mắt các bạn. Những người thực sự người ta cần thì lại không được đó. Còn nghe rất là nhiều câu chuyện ở nhiều nơi lắm. Những người quen người thân của ông này ông kia làm ở cơ quan chính quyền thì là được, còn người dân là không được đó, người ta kêu ca. Cho nên hồi đó có cao là đó. Nhận lên TV nó mà nhận đó, người ta nói đó. Là cái thủ tục của mình nó còn quá rườm rà, rồi người ta sợ rằng những cái đối tượng thực sự mà cần á là có vay được không.
Khu dưới này có nhiều nhà. Buổi sáng à, ngày hôm nay trời rất là mát, đẹp lắm. Hôm qua mình đi mình thấy trời nó hơi mưa rất rác, nhưng tầm tầm khoảng 9 giờ là tan mây hết. Rồi tối giờ là thành phố Đà Nẵng không có mưa, rất là đẹp. Trời nay đi du lịch thì rất là tuyệt vời. Tắm biển thì tắm chưa được, nhưng mà đi những nơi khác là rất là sướng. Trời quang mây tạnh, gió hiu hiu mát, đẹp lắm. Không có mưa là đi chơi rất là sướng. Và mình cũng thông tin với các bạn một cái tin hồi sáng để mình cập nhật, đó là hiện bây giờ các cái công ty bất động sản họ đang thiếu dòng tiền, thiếu trầm trọng luôn. Thiếu nợ mà họ không có tiền người ta trả cho nhà thầu. Có nhiều chủ doanh nghiệp bất động sản là người ta cấn cái tài sản của họ sang cho nhà thầu. Ok, bây giờ tôi không có tiền trả nữa cho nên là lấy cái tài sản của ảnh đó, mà cái tài sản của ảnh là đang xây dựng dở dang, pháp lý chưa có gì hết. Nhà thầu mà nhận đó là nhà thầu cũng chết luôn. Nhận xong rồi bán cho ai? Chịu chết bó tay. Nhà thầu người ta cần dòng tiền chứ đâu có cần tài sản. Cho dù có tài sản đó có ngon có bổ bế gì đây chăng nữa, nhưng mà cái thị trường bây giờ nó không có thanh khoản thì chịu chết. Đa lượng đường Nam Bắc Nam các bạn đó, rộng thoáng. Cái nhà này cái lô gác mà các bạn thấy họ vẫn chừa được cái sân với sau nữa. Chỗ này có thể trồng cây được hoặc là làm cái gara đỗ xe chạy thẳng vào đây luôn. Bạn thấy không? Dài mênh mông luôn, không làm gì cho hết. Khu chỗ mình đi tới đâu cũng nghe chim kêu đó. Đặc biệt là chim sẻ rất là nhiều. À, các bạn thấy cái nhà này cũng dài 25 mấy đó, dài thăm thẳm luôn. Có chuyện mà giải cứu thị trường bất động sản là một trong những câu chuyện cũng nan giải đó các bạn. Nói thì dễ cho làm vô cùng khó khăn đó. Các bạn vào comment hỏi mình là vì sao em nghe nói là bất động sản giảm giá này nọ đó, nhưng mà thực tế là khi hỏi kỹ lại là cái giá bất động sản từ chủ đầu tư mà bán ra gọi là cái đoạn sơ cấp đó, thì giá nó không giảm. Thị trường thứ cấp thì nó giảm. Thứ cấp nghĩa là có người F1 bán lại phai á, người ta chấp nhận người ta bán huề vốn thì người ta giảm giá xuống. Còn từ chủ đầu tư bán ra là giá không giảm. Đó. Họ nói đó, họ em nghe là giảm 30, 40, 50 rồi chứ đó, nhưng mà thực tế sau khi kiểm tra lại thì giá nó không giảm bao nhiêu, có nhưng không bao nhiêu á, không giống như báo người ta đăng. Không biết là người ta dùng báo chí để người ta tạo nên cái gọi là sự khó khăn của thị trường, giống như người ta làm những to chuyện lên đó, nhưng mà thực tế giá nó không giảm bao nhiêu, thậm chí là không giảm luôn. Đặc biệt là những cái bất động sản căn hộ dường như không giảm. Nó có nhiều nguyên nhân mà bữa hôm nếu mình cập nhật mình gửi đến với các bạn đó, nhiều doanh nghiệp hiện bây giờ là quyết không giảm giá bất động sản là vì họ có sự kỳ vọng về tương lai thị trường bất động sản sẽ hồi phục thì người ta quyết người ta giữ. Cái thứ hai nữa là toàn bộ tài sản của họ đang cầm cố ngân hàng, mà hồi đó thị trường nó sôi lên á, là cái giá bất động sản nó cao thì ngân hàng người ta căn cứ cái giá tại thời điểm đó và người ta cho vay 70% cái giá trị bất động sản. Ví dụ như cả một cái khu đô thị của họ hoặc là một dự án
tại cái thời điểm đó giá nó cao, ngân hàng định giá cái khu đó là 1.000 tỷ thì họ cho vay tối đa là 700 tỷ. Mình nói ví dụ thôi các bạn ạ. Thì bây giờ 700 tỷ ngân hàng đó thì các bạn hãy tưởng tượng là bữa nay cái giá 1.000 tỷ, bán đất bán đai bán nhà bán cửa gì không biết, nhưng mà làm sao cái giá đó nó phải tương đương cả một khu trước đó mình thẩm định là 1.000 tỷ. Còn trường hợp mà anh bán giá thấp hơn á, nó còn khoảng 800 tỷ, 700 tỷ á, là anh ngân hàng ảnh mới xách cái anh doanh nghiệp ra. Bây giờ tài sản của anh là không đủ, cho nên là anh phải kiếm thêm bất động sản cắn bô. Doanh nghiệp bây giờ cậu cũng đang được mà cắn hết trơn rồi. Cho nên là các doanh nghiệp bất động sản hiện bây giờ mình người ta đứng trên đó, chúng ta hãy tưởng tượng là giống như họ đứng tấn đấy. Các bạn biết là những người học võ là người ta có thế đứng tấn. Đứng tấn là hai cái chân dưới là người ta sàn ra và người ta khuỵu xuống một tí để tạo ra cái độ thăng bằng, như này nó mạnh hơn, nó to rồi nó mạnh hơn. Nó giống như chúng ta xây nhà là cái móng của chúng ta làm vỡ rộng ra rồi chúng ta mới xây lên, là cái móng giống như cái móng bang các bạn này, bang bang ra. Thì đứng tấn là như vậy, đứng tấn là đứng trụ trụ cho nó vững. Hay là các bạn mà xem xiếc á, cái cảnh mà cái người cuối cùng rồi cái người thứ hai thứ ba cũng leo 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 lên cao dần của dần nè, là cái người phía dưới cùng đây là họ đứng tấn, họ khuỵu người xuống và họ sàn hai chân ra. Cái thế tấn là một trong những cái thế mạnh nhất và đứng trụ của đó rất là chắc chắn. Thì bất động sản nó cũng nôm na hiểu là như vậy, không giảm giá bán nêu cái vùng giá cao là xem như đứng tấn này đó. Họ đứng tấn, người ta chờ đợi, người ta chờ đợi là khoảng 2-3 năm gì đó thị trường nó tốt lên thì người ta bán ra, chờ đợi chính sách của nhà nước có sự thay đổi về lãi suất nè, rồi thay đổi về cơ chế cho vay. Khi nào người dân khách hàng được ngân hàng cho vay thì bất động sản sôi động đó lại thì người ta bán ra. Chứ còn bây giờ người ta nghĩ người ta bán cái giá thấp như vậy là ổn đi, cho nên là họ mới đứng tấn thì đó. Còn khi nào mà chị không nở thì lúc đó tính tiếp. Các bạn biết là thị trường chứng khoán, các bạn để ý cái cổ phiếu Novaland không? Cái thời kỳ mà thị trường chung nó rơi tự do như thế này này, nhưng mà có cổ phiếu Novaland nó đứng tấn ở đây đó. Nó đứng trong một thời gian cũng rất là dài luôn, nó đi ngang sập sình nhưng mà đứng ở vùng giá cao đây đó. Thì bây giờ các bạn biết nó về máy, nó về còn chỉ có 11.000 mấy trăm thôi. Rồi đó là nó đứng tấn đến mấy chục ngàn, nó đứng tấn ở đây đó. Nhiều anh em mà làm trong cái thị trường chứng khoán họ bình luận á, sở dĩ nó đứng tấn được là nó nhờ có cổ phiếu bao cung. Bao cung ở đây chúng ta hiểu là có người mua người bán, nó nằm trong nội bộ hắn, nó giữ cái giá như thế nào các bạn ạ. Đứng tấn là để nó vay tiền, thứ hai là để phát hành trái phiếu. Vì vậy là năm 2022 các bạn biết là Novaland là một trong những công ty vay nợ nhất và phát hành trái phiếu cũng thuộc loại nhất. Anh đứng tấn này này đó, đứng tấn đã xong đầu là đầu gấu nên mệt quá anh khuỵu xuống là quất cho mà hâm mái cái sàn luôn đó. Đứng tấn thời gian chịu không nổi, không có tài sản thế chấp vào là các công ty chứng khoán nó đem cổ phiếu của những người chủ đem bán hết, là nó gây ra cái hiện tượng khô mực kinh của bạn này đó, sàn 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 liên tục luôn. Thì bất động sản của chúng ta có thị trường sơ cấp, nói nôm na các bạn hiểu là như vậy, đang đứng tấn đây này, đứng tấn đây nó chờ cố anh giữ đây đó, anh chờ tầm tầm khoảng vài năm nữa nhà nước có thay đổi chính sách gì không, nếu được thì anh tiếp tục phục hồi anh đi lên, còn vài năm nữa chị em đậu thì rớt thôi quy luật khoan nữa thôi chứ không có gì trơn á đó. Thì mình giải thích nôm na cho các bạn dễ hiểu là như vậy. Bởi vì sao mà các bạn giải thích là cái thị trường thứ cấp á, giá giảm
nhưng mà sơ cấp là gió nó không giỏi. Giống như là cục so găng giữa giữa người mua và người bán cái thôi, coi ai người thua thì phải chờ. Nếu như mà nhà nước có chính sách gì hỗ trợ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thì sau này thị trường nó hồi phục, bất động sản nó hồi phục thì họ bán ra. Còn chờ khoảng 2-3 năm nữa chịu không nổi thì cũng phải giảm giá thôi, không khác được. Các chuyên gia người ta bình luận là để giải cứu thị trường bất động sản chỉ có 2 phương pháp thôi, mà chọn một trong hai. Một là doanh nghiệp giỏi như bán kích cào, hai là nhà nước tiếp tục bơm tiền, cái thôi. Thôi không còn cách mấy. Còn có việc mà giãn nợ giãn kia chẳng qua là kéo dài đó thôi. Tôi hỏi anh là kéo dài cái thời gian, kéo dài sự sống, kéo dài sự tồn tại. Trong cái thời gian nó tạo điều kiện cho anh có giải pháp này, giải pháp kia để anh tháo gỡ. Bây giờ tất cả đều đứng đắn hết. Khu rất rộng mênh mông, rất đẹp, thoáng mát. Buổi sáng mình cố gắng mình đi tập khoảng 30 phút. Buổi chiều vợ đi tập gym nữa. Cho nó có sức khỏe các bạn. Cái thời kỳ còn trẻ là sức khỏe của chúng ta đều tốt. Cho nên là ít ai có cái gọi là để ý gì đến cái việc bảo vệ sức khỏe đó. Còn trẻ cho nên cái mục tiêu kiếm tiền là nó quan trọng hơn. Vì vậy mà nhiều khi lao vào kiếm tiền giống như có cân sai các bạn này. Tiền nó nhiều quá có khi là cuốn vào. Nhiều người mình để ý một thời gian sau các bạn này, họ kiếm rất là nhiều tiền nhưng mà đồng thời trong người họ bó bệnh luôn, như vậy lắm. Vì để kiếm tiền như vậy là họ rất là lao lực, rồi quan hệ rất là nhiều đối tác. Muốn quan hệ là Việt Nam các bạn biết rồi, ăn nhậu kinh lắm. Thì còn trẻ sức khỏe tốt thì ăn nhậu dữ lắm. Thì sau khi đạt thành tích về tiền bạc rồi công danh sự nghiệp rồi vậy đó, nhưng mà ôm trong người là một đống bệnh. Nhiều người mình thấy về hưu không hưởng được rồi, cái lương hưu bao nhiêu trăng á, tầm tầm khoảng vài năm sau là đoàn tụ với ông bà ấy. Cho nên mình nghĩ rằng cái sức khỏe và tiền bạc là nó quan trọng, nhưng mà phải có sự cân đối. Có sức khỏe thì mới làm ra tiền, còn có một đống tiền mà không có sức khỏe thì vô nghĩa. Thì lúc đó cái tiền của chúng ta làm ra lại đi phục vụ, cố gắng lái lại sức khỏe. Mà khi con người nó có bệnh rồi thì bao nhiêu tiền của chẳng có ý nghĩa gì hết. Nằm xuống một chỗ nó không có ý nghĩa gì hết. Thì thôi thì chấp nhận tiền nó ít ít tí cũng được. Miễn sao sống cuộc đời cho nó thư thả là vui vẻ rồi. Cũng phải có sự thay đổi về cái quan điểm sống. Tiền rất là quan trọng. Nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều thứ. Thỏa mãn nhu cầu, thỏa mãn ước mơ. Cho chúng ta có một cuộc sống sung túc, gia đình êm ấm. Muốn làm từ thiện thì cũng phải có tiền. Nhưng mà đúc kết lại, quan trọng cực kỳ vẫn là sức khỏe. Có sức khỏe thì làm ra tất cả mọi thứ. Còn khi không có sức khỏe là mọi thứ nó sẽ phục vụ lại cho cái việc lái lại sức khỏe của mình. Lâu ngày anh đi tập thể dục có một vài câu chuyện cập nhật gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. À.